Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, vừa qua, vận động viên 17 tuổi Nguyễn Minh Chiết của đội tuyển trẻ thể dục dụng cụ quốc gia đã không may gặp tai nạn nguy hiểm đến tính mạng trong lúc tập luyện. Hiện vận động viên này đang trong tình trạng nguy kịch, phải giành giật sự sống từng ngày. Đáng nói, hoàn cảnh của Nguyễn Minh Chiết cũng rất khó khăn. Hàng tháng, toàn bộ số tiền công được chi trả ở đội tuyển, vận động viên trẻ đều gửi về gia đình để nuôi em trước ung thư cho mẹ hoàn cảnh khó khăn của gia đình vận động viên thể dục dụng cụ Nguyễn Minh Chiết. Theo thông tin từ Liên đoàn Thể dục Việt Nam, ngày 10 tháng 11 năm 2023, trong lúc tập luyện tại đội tuyển thể dục dụng cụ trẻ quốc gia, vận động viên Nguyễn Minh Chiết đã không may bị tai nạn trong lúc tiếp đất. Chiết bị chấn thương nặng và hiện vẫn đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Thể dục Việt Nam, bà Phan Thúy Linh, chia sẻ, sự việc đau lòng xảy ra trong lúc em Chiết tập luyện em tập đường nhào lộn, thực hiện động tác lộn hai vòng sau quay 360 độ. Do mất cảm giác trên không nên em đã cắm đầu xuống hố mút, chân tay tê liệt và được đưa vào bệnh viện E phố Trần Cung Hà Nội cấp cứu và mổ ngay sau đó. Tuy nhiên, do chấn thương nặng vùng cổ nên các bác sĩ chuẩn đoán khả năng phục hồi của em là khó. Sinh ngày 20 tháng 10 năm 2006, Nguyễn Minh Chiết thuộc sự quản lý của đơn vị quân đội là một vận động viên chịu khó tích cực tập luyện. Chàng trai 17 tuổi luôn mơ ước được noi gương các thế hệ đàn anh, khổ luyện thành tài, đóng góp thành tích cho thể dục dụng cụ nước nhà. Tai nạn đáng tiếc đã khiến hành trình thực hiện ước mơ của Chiết giang dở. Trong cuộc sống, Nguyễn Minh Chiết là người con hiếu thảo, yêu thương và chăm lo cho gia đình. Trong thời gian ở đội tuyển thể dục dụng cụ trẻ quốc gia, hàng tháng Chiết dành dụng toàn bộ số tiền công em được chi trả để gửi về giúp đỡ bố mẹ. Hiện tại, hoàn cảnh của gia đình Nguyễn Minh Chiết rất khó khăn. Bố mẹ Chiết đã nhiều tuổi, gia đình đông anh chị em. Trên Chiết có một chị gái sinh năm 2002, một anh trai sinh năm 2004 bị điện giật từ nhỏ nên không bình thường, không có khả năng lao động. Dưới Chiết còn có một em gái 5 tuổi. Cả gia đình sống chung trong căn nhà thuê 18 m2. Chiết là niềm hy vọng duy nhất và là trụ cột của gia đình. Nay vận động viên không may chấn thương nặng là sự mất mát rất lớn đối với gia đình và ngành thể thao, khiến cuộc sống của gia đình càng thêm vất vả. Sau hơn một tháng điều trị, thực hiện hai ca mổ ở cổ tại Bệnh viện E và Bệnh viện Bạch Mai, hiện tình trạng của Nguyễn Minh Chiết rất nghiêm trọng. Gia đình cho biết em đang trong cơn nguy kịch và phải giành giật sự sống từng ngày. Đến nay, bác sĩ kết luận vận động viên Nguyễn Minh Chiết bị liệt tùy, viêm phổi xẹp, khả năng phục hồi là rất ít bà Phan Thùy Linh bày tỏ, Liên đoàn Thể dục Việt Nam đã kêu gọi ủng hộ và mong muốn nhận được những tấm lòng hảo tâm, ủng hộ cho em trong hành trình chữa trị còn dài. Các đơn vị của ngành thể thao, Liên đoàn Thể dục Việt Nam cũng đã phát động quyên góp ủng hộ cho vận động viên chiết. Mọi đóng góp của các tổ chức và các cá nhân thông qua tài khoản liên đoàn sẽ được Liên đoàn Thể dục Việt Nam công khai trên trang fanpage và chuyển đến tận tay gia đình vận động viên Nguyễn Minh Chiết. Ông Nguyễn Hữu Minh, bố đẻ của Nguyễn Minh Chiết cho hay, ông đang túc trực bên ngoài phòng bệnh của con trai. Suốt hơn một tháng qua, ông Minh phải nghỉ công việc làm bảo vệ để chăm sóc con trai bị tai nạn. Dù vậy, do con nguy kịch nằm ở phòng hồi sức tích cực, nên mỗi ngày gia đình chỉ được vào chăm sóc và nhìn con được 5 đến 10 phút. Ông Nguyễn Hữu Chiết đầu xót kể, Cháu Nguyễn Minh Chiết đi tập thể dục dụng cụ từ lúc mới 7 đến 8 tuổi, nay đã hơn 10 năm cháu đam mê thể thao lắm, tập ở đơn vị quân đội, rồi tới năm 2018 được lên tập ở đội thể dục dụng cụ trẻ quốc gia tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Nhồn, Hà Nội. Gia đình tôi có bốn đứa con, chiết là thứ ba nhưng là trụ cột kinh tế, tinh thần cho cả nhà. Tôi đã nghỉ hưu, lương chẳng được bao nhiêu nên hàng ngày đi làm thêm công việc bảo vệ. Mẹ của cháu bị bệnh ung thư, anh trai của chiết lúc nhỏ bị điện giật nên giờ cháu không có khả năng lao động. Ông Minh bày tỏ mong muốn, chỉ cần con trai được sống, đối với ông như vậy là đủ. Hàng tháng ở trên đội, Triết được về nhà một đến 2 ngày bên gia đình. Cả nhà ở trong phòng trọ 16m2 ở quận Hoàng Mai. Tiền lương ở đội có bao nhiêu, cháu đều mang về phụ giúp gia đình hết. Giờ không may con bị tai nạn, gia đình tôi rất đau lòng, suy sụp. Cháu giờ sống bằng máy thở, bác sĩ nói chỉ đếm bằng ngày. Ông Nguyễn Minh Triết cho biết, suốt hơn một tháng qua, gia đình ông và các huấn luyện viên đội thể dục dụng cụ Việt Nam, thể thao quân đội luôn túc trực bên cạnh chiết để lo mọi thứ cho em. Những ngày đầu vào viện, em vẫn tỉnh táo và trò chuyện, ăn được, nhưng gần hai tuần qua em không nhận biết được nữa. Là vận động viên của quân đội và đội tuyển thể dục dụng cụ trẻ Việt Nam nên Nguyễn Minh Chiết có bảo hiểm y tế. Ông Minh nói 80% chi phí điều trị của cháu Chiết do bảo hiểm chi trả còn lại thì trung tâm nhồn, liên đoàn thể dục Việt Nam, thể thao quân đội lo cho cháu, gia đình thêm thắt vào nữa. Tính đến 17 giờ ngày 20 tháng 12, tổng số tiền được gửi đến hỗ trợ vận động viên Nguyễn Minh Chiết và gia đình qua các kênh khác nhau là 1 tỷ 180 triệu đồng. Trong đó, riêng tiền mà các tổ chức cá nhân chuyển vào tài khoản của Liên đoàn Thể dục Việt Nam và tài khoản của Bố Triết trong hai ngày qua là 827 triệu đồng, 500 triệu đồng cho Bố Chiết, 327 triệu đồng qua tài khoản Liên đoàn. Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội cũng phát động đóng góp một ngày lương với số tiền 161 triệu 865 nghìn đồng. Nhiều đội tuyển cũng kêu gọi ủng hộ tài năng trẻ Nguyễn Minh Chiết. Liên đoàn xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các tấm lòng thiện tâm đã cùng chung tay để giúp đỡ cho vận động viên Nguyễn Minh Chiết và gia đình vượt qua khó khăn. Đơn vị này cam kết sẽ chuyển tiền đến tận tay gia đình vận động viên và cùng với gia đình làm những gì tốt nhất cho em. Liên đoàn Thể dục Việt Nam sẽ tiếp nhận ủng hộ cho vận động viên Nguyễn Minh Chiết qua số tài khoản đến ngày 27 tháng 12. Sau đó, liên đoàn sẽ làm các thủ tục kiểm kê, thông báo kinh phí đã nhận và triển khai thủ tục bàn giao kinh phí cho gia đình. Sau ngày 27 tháng 12, mọi ủng hộ gửi qua tài khoản của Liên đoàn sẽ được tự động chuyển về tài khoản của người gửi. Các cá nhân và tập thể có thể tiếp tục ủng hộ cho gia đình bằng cách chuyển khoản trực tiếp cho gia đình. Chấn thương kinh hoàng khiến vận động viên mất sự nghiệp. Ngoài Minh Chiết, thể thao Việt Nam cũng từng chứng kiến nhiều tai nạn nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của các vận động viên, từ đó khiến sự nghiệp của họ phải dừng lại dù đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp. Đây không chỉ là chăn trở của các vận động viên, nó còn là chăn trở của thể thao Việt Nam trong nhiều năm qua. Nguyễn Thị Thà, xe đạp Chấn thương nghiêm trọng để dối mất cả sự nghiệp là điều người trong giới xe đạp vẫn thắc mắc khi nói về trường hợp của Nguyễn Thị Thà. Năm 2014, khi thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc năm 2014, cơ ruột của đội An Giang gặp tai nạn nghiêm trọng trên đường đua ở Hòa Bình. Xe của Nguyễn Thị Thà bị vấp ổ gà và ngã, Cú ngã định mệnh khiến Nguyễn Thị Thà bị gãy 4 xương sườn, dập một quả thận, tổn thương gan, tràn dịch màng phổi. Nguyễn Thị Thà nhanh chóng được đưa đến bệnh viện Việt Đức tại Hà Nội cấp cứu, nhưng các bác sĩ đã không thể cứu được một quả thận bị hỏng, chấn thương quá nặng khiến Thà phải từ giã nghiệp thể thao. Trương Thanh Hằng, điền kinh. Năm 2012, thời điểm quan trọng nhất để tranh vé dự Olympic London và sự nghiệp cũng đang vào độ chín, vận động viên Trương Thanh Hằng không may gặp chấn thương đang tập luyện trên đường chạy ngoài trời tại Đà Nẵng, Trương Thanh Hằng bị một chiếc xe máy tông trúng, khiến cô gãy chân. Dù rất nỗ lực tập luyện sau điều trị, nhưng Trương Thanh Hằng không bao giờ đổi lại được phong độ và thế lực tốt nhất. Thanh Hằng giải nghệ năm 2015 và chuyển dần sang công tác huấn luyện rồi lập gia đình. Trần Anh Khoa, bóng đá Trần Anh Khoa từng là cái tên được nhắc nhiều tới vào cuối năm 2015 cầu thủ của SHB Đà Nẵng đã gặp chấn thương phức tạp sau pha vào bóng thô bạo của Quế Ngọc Hải, lúc này vẫn còn thi đấu cho Sông Lam Nghệ An. Theo xác nhận của bác sĩ, ca chấn thương của anh Khoa thời điểm đó rất hiếm gặp đối với cầu thủ Việt Nam. Anh bị vỡ vụn, chêm đầu gối trái, các dây chằng chéo nhau, ngoài, trước và sau đều bị đứt hoặc rách. Anh Khoa đã phải trải qua ca phẫu thuật tại Singapore kéo dài 6 tiếng, tổng chi phí điều trị lên tới hơn 800 triệu đồng. Dẫu vậy, đầu năm 2017, anh Khoa cũng đã thông báo treo giày do không thể bình phục chấn thương. Trần Thanh Ngời, Judo Năm 2003, võ sĩ Trần Thành Ngời, 21 tuổi, thuộc đội tuyển Judo Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games sẽ diễn ra trên sân nhà. Trong một buổi tập, Trần Thanh Ngời đang tung người lên thì bị mất đà và cắm đầu xuống nệm. Người nằm bất động trên nệm và lập tức được đưa đến bệnh viện Sanh Pôn cấp cứu. Kết quả chụp X quang cho thấy đốt xương cổ bị lệch, tùy sống bị tổn thương nghiêm trọng. Ngày 16 tháng 6 năm 2003, sau 95 ngày điều trị chấn thương đốt sống cổ, Trần Thành Ngời, niềm hy vọng vàng của SEA Games 22 đã ra đi. SEA Games năm đó, judo Việt Nam lên ngôi số 1 Đông Nam Á với 6 huy chương vàng giành chiến thắng, nhưng khi lên nhận huy chương vàng, cả thầy và trò nước mắt đều chan chứa. Tiếc cho một người đồng nghiệp tài hoa nhưng bạc mệnh thưa quý vị, vận động viên Nguyễn Minh Chiết chỉ mới 17 tuổi, còn biết bao ước mơ và hoài bão ở phía trước. Chúc em được chữa trị tích cực và mau chóng bình phục để trở lại cuộc sống đời thường. Mong rằng cơ quan chức năng cùng cộng đồng vẫn tiếp tục hỗ trợ Minh Chiết và gia đình em vượt qua nỗi đau này. Đến đây thời lượng của chương trình đã hết, xin kính chào và hẹn gặp quý vị trong những video tiếp theo.